truyền khuẩn chứ không phải là diệt khuẩn. Con đường thứ hai của gì nữa, cơ chế tác dụng của nhóm mà gì nữa à? Tức là đó là cái con đường mà gì nữa, để gì, để cái nhóm mà sulfamic nó gì nữa nó tác động vào trên vi khuẩn. Rồi cái gì nữa đối với gì, cái thuốc mà phối hợp đối với sulfamic để có tác dụng cái ức chế cạnh tranh đối với cái gì nữa cái enzyme mà BAB, tức là cái enzyme mà trong cái quá trình mà tổng hợp ra acid folic á, nó gì nữa nó có. Và cái gì nữa, các cái quá trình mà khi mà tổng hợp á thì mình sẽ phải phối hợp để gì nữa, cái việc mà ức chế cạnh tranh đó nó có gì nữa, nó tăng cạnh tranh đối với các cái enzyme, vì vậy mà cái vi khuẩn của ta nó ngừng tổng hợp được, nó ngừng tổng hợp được chưa, nó ngừng tổng hợp và nó chuyển hóa thành acid folic, tức là ngừng tổng hợp thành BABA nè, và ngừng chuyển hóa luôn thành acid folic nữa, vì vậy mà acid folic không được tạo thành, do đó là nó sẽ làm cho gì nữa vi khuẩn của ta nó bị tiêu diệt. Đó là cái con đường mà gì nữa ta đánh lần một của bạn đánh nó gì nữa nó kháng thuốc, các bạn sẽ phải đánh tiếp lần hai bằng cách mình phối hợp thêm một cái gì nhóm thuốc nữa, đó là cách đánh gì nữa, cái đánh hai lần. Rồi những thuốc mà có hiệu lực điều trị tốt thì nó sẽ có gì nữa, gốc R mang dị dòng đó. R mang dị dòng hai dị tố tốt hơn dị dòng một dị tố, và nên các bạn thấy là gì nữa, các bạn sẽ quay trở lại mình thấy là cái này, cái phần liên quan này thấy không đó, mình giờ mình làm nha. Dị dòng nào là dị dòng có hai dị tố, rồi dị dòng nào là dị dòng có gì có một dị tố, và hai dị tố với một dị tố thì cái nào sẽ tốt hơn, đó là cách mở gì nữa mình so sánh cái bảng này nha. Nghe không có điện thoại xíu. Rồi tiếp theo phổ tác dụng, các bạn thấy không? Đối với gì nữa là sulfamic nha. Phổ tác dụng của gì nữa là sulfamic ở đâu? Ở trên vi khuẩn gram âm, vi khuẩn gram dương cũng có. Và người ta sẽ gì nữa à? Liệt kê cho các bạn gì nữa à? Các cái gì? Các cái con mà trên sulfamic nó có tác dụng nè. Đặc biệt màu tím thấy không? Không tác dụng lên trên virus. Nhưng mà xung không biết tác dụng tốt ở đâu, tác dụng tốt trên ký sinh trùng sốt rét nè, ít tác dụng hoặc không tác dụng ở gì liên cầu yếm khí, rồi không có ít tác dụng lên trên thực phẩm lao hoặc là gì nữa, rickettsia nè hoặc là gì nữa nấm, mà rickettsia là hôm trước mình học nó là cái gì rồi thì các bạn gì nữa mà tự tra nha. Đối với nhóm xung không biết thì nhược điểm chính là gì, là dễ nè, rất dễ bị kháng thuốc luôn các bạn. Trẻ em bây giờ nha, có những đối tượng trẻ em mà khi mà cho mà sử dụng phương không biết là buồn không biết cả rồi thì cái gì nữa gì đó, cho nên mình nữa thì cái khả năng mà thuốc của gì nữa phương không biết nói gì nữa sẽ tăng, mà rồi đó là cái điều đầu tiên rồi nhé, các bộ tác dụng. Thứ hai là sự đề kháng sulfamic. Sulfamic nó sẽ đề kháng theo các con đường sau đây. Đó. Mình đánh vào đâu thì nó sẽ gì nữa đổi cái con đường mà gì nữa chúng ta đánh vào đó. Nó đơn giản như giờ cái nhà đúng không? Các bạn thấy là gì nữa? Nhà cửa của bạn nó ở bên trong thì mình biết là gì nữa, ở chỗ nào bị cửa sổ nó có gì nữa, hoặc là trên cái trần của bạn nó có là vi khuẩn, nó cũng vậy. Khi mà các bạn sử dụng thuốc để đánh vào cái con đường mà gì nữa tác động lên trên cái chuyển hóa của vi khuẩn á, thì nó sẽ từ con đường đó nó sẽ cải tiến hiệu quả hơn, và nó sẽ xảy ra tình trạng là kháng kháng sinh đó. Và cái con vi khuẩn này chúng ta sẽ có gì nữa, bốn cái đường kháng kháng sinh cơ bản như sau. Đây là sự đề kháng xung không biết nha, chứ không phải là kháng kháng sinh không nha, mình đang học ở chung xung không biết đó, cho các bạn lưu ý. Cái con đường thứ nhất nè là cái con đường mà sẽ tạo gì, nhiều BABA hơn. BABA hay là gì nữa à? A chấm BAB á, nó đều là gì nữa à? Nó đều là một nha. Tức là gì nữa, thay vì cái chữ mà gì nữa à? Acid là người ta để trước hoặc là người ta để sau, nó đều gì nữa đều đúng hết.
guideline của Việt Nam hoặc là guideline nước ngoài thì thường là guideline nước ngoài họ sẽ nhắc đến gì đó BA, BA. Đó. Còn Việt Nam của mình hay đưa cái chữ mà gì đó acid ra đầu thì mình cấm là A chấm gì đó BAB, nó đều đúng, không có sai. Rồi, vi khuẩn sẽ tạo gì? Tạo nhiều cái gì BA, BA hơn để sulfamic nó không đánh kịp vào. Hay gì bây giờ từ cái gì nữa, cái con đường đầu tiên là nó sẽ tạo thành một BA, BA thôi. Bây giờ nó sẽ tạo nhiều cái ra để nó làm cho gì nữa phân tán cái khả năng và tác dụng của sulfamic. Vì vậy mà gì nữa vi khuẩn sống sót để nó tạo thành acid folic. Thấy rất là hay. Rồi cái thứ hai nữa là gì nữa à? Nó sử dụng gì BA, BA hiệu quả hơn. Tức là nói gì nữa à? Sulfamic nha. Nói gì nữa à? Nó ức chế cái gì? Nó ức chế sự cạnh tranh đối với gì nữa các cái enzyme trong cái quá trình mà tạo BA, BA. Và bây giờ thì gì nữa à? Cái quá trình mà tạo enzyme đó có câu vi khuẩn lúc đầu là gì? Nó suy nghĩ là làm sao để gì nữa à? Nó gì? Nó tạo ra BA, BA một cách hiệu quả mà sulfamic nó không có đạt trong cái đó được. À. Và cái này nó sẽ dùng cho nó trên những cái đối tượng là gì nữa, những cái bệnh nhân mà nó sẽ có sức đề kháng yếu á, thì cái việc mà sử dụng BA, BA này của vi khuẩn nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi cái thứ ba nữa là thay đổi về con đường chuyển hóa, tức là con vi khuẩn nó gì tự thích ứng đối với hoàn cảnh mới mà nó gì nữa à? Nó sẽ gì đề kháng lại đối với gì nữa kháng sinh này. Rồi con đường thứ tư nè là làm gì, làm mất tác dụng của sulfamic bằng cách tạo với sulfamic một chất là gì nữa không có tác dụng. Mà thấy cái con vi khuẩn nó rất là hay khi mà gì nữa trong cơ thể cũng đề kháng lại đối với gì nữa một cái kháng sinh. Hoặc là bây giờ gì nữa à, vi khuẩn mà nó muốn gì, nó muốn là kháng sinh không có hiệu quả thì nó sẽ làm cho gì nữa cái kháng sinh mà ta đưa vào nó nhận nhầm gì, nó nhận nhầm cái con vi khuẩn này. Nó đơn giản như là đối với gì nữa khi mà các bạn thấy là mình kháng sinh mình nhận nhầm thì cái gì, thì cái hiệu quả điều trị kháng sinh nó gì nữa trên cái vi khuẩn đó nó không có nữa. Và kháng sinh của mình nó và cái con vi khuẩn của mình nó sẽ ngày càng nó phát triển gì nó phát triển hơn, đó là tình trạng bệnh mà ngày càng nặng hơn các bạn thấy. Rồi tiếp theo sulfonamic là tính chất về lý tính, về hóa tính. Cái này thì không có gì nói hết, cái này là bình thường rồi. Hai trong dung dịch axit vô cơ loãng. Ở đồng hai mặc dù nó là axit nhưng này ta sẽ có gì nữa à? Hai cái góc mà NH nè, NH nằm ở phía bên này nè. Cho nên tính kiềm của nó sẽ mạnh hơn và nó sẽ tan trong gì dung dịch axit vô cơ loãng. Nhớ nha, sulfavalidin khi viết lý tính thì nó sẽ gì nữa à? Không tan trong hydroxit kim, hydroxit kiềm. Sulfavalidin nha, không tan trong hydroxit kiềm. Nó chỉ tan trong gì? Tan trong dung dịch axit vô cơ loãng thôi nè. Ở nhóm này nó tan trong gì nữa? Tan trong hydroxit kiềm bởi vì có gốc ớt O2 nữa nè, nó có tính axit. Được chưa? Đấy. Vậy theo các bạn là gì nữa à? Sulfonamic nó có gì nữa à? Tính chất gì đặc biệt đối với hóa tính? Nhìn thấy không? Nó vừa có tính axit nè mà nó vừa có tính gì nữa à? Nó vừa có tính kiềm. Nó là lượng tính đó à, cái gì nữa à? Hấp thụ UV mà thấy học vì nó có vòng benzen này cho nên nó hấp thụ UV nhiều. IR này cũng có, đo nhiệt độ nóng chảy thì tùy vào tình huống nó sẽ có nhiệt độ nóng chảy riêng. Rồi hóa tính, đây là các bạn hóa tính cơ bản của nhóm sulfonamic nè. Nó vừa có tính gì acid nè, thấy không, nó vừa có tính bazơ. Vì vậy người ta nói sulfonamic nó sẽ có tính lượng tính, nhưng mà trừ gì sulfoguanidin, sulfaguanidin nè. Sulfaguanidin thì nó chỉ có mẫu tính 3 giờ thôi nè. Rồi các cái phản ứng mà đặc trưng á, thì đây các bạn thấy nè, thấy trên cái gì nữa slide mình có hết nè. Cái nhân benzen nè, nó sẽ cho gì nữa phản ứng nào? Rồi phản ứng người ta thử tinh khiết là phản ứng nào nè? Amin thơm, tức là vùng thơm này nè. Giờ nó sẽ có gì nữa à? Tạo phẩm màu gì? Tạo phẩm màu ni tơ. Hoặc là một số sulfamic khác nào mình sẽ định lượng bằng cái phương pháp mà gì nữa gì phân nó sẽ có màu khác nhau. Thì cái hóa tính này nhớ nha, này là cái hóa tính chung chứ không phải là cái hóa tính riêng của từng thuốc. Hóa tính riêng của từng thuốc thì các bạn sẽ học cái gì nữa, học từng cái thuốc ta sẽ có gì nữa, công thức nó khác nhau ta sẽ có cái hóa tính khác nhau. Rồi sử dụng nhóm sulfonamic thì nó sẽ có gì nữa, các tác dụng sau đây, tác dụng phụ sau đây nha, tác dụng phụ trên hệ tạo máu nè, rồi tác dụng phụ trên thận nè, hoặc là tác dụng phụ về gì nữa tăng nhạy cảm. Thì cái này các bạn gì nữa đọc cái tác dụng phụ để chúng ta nắm được lại và chúng ta gì nữa khuyên cái bệnh nhân là khi mà quá trình sử dụng thuốc á thì chúng ta sẽ phải theo dõi xem coi là có những cái tác dụng phụ này gây ra hay không. Rồi
một số thuốc điển hình thì các bạn thấy là gì nữa à? Dựa trên tác dụng thì người ta sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm toàn thân nè và một nhóm gì nữa tại chỗ. Tác dụng toàn thân thì nó sẽ có là nhanh là chậm hay là trung gian, hoặc là gì nữa xung phong bếp đường tiết niệu. Và mỗi một cái gì nữa, mỗi một cái nhóm như vậy á, chúng ta sẽ có gì nữa cái tên thuốc khác nhau tác dụng nè. Rồi xung phong bếp tác dụng tại chỗ mình ít hay sử dụng hơn, và cái xung phong bếp tác dụng tại chỗ ở đây chúng ta sẽ có một cái muối nè, muối bạc nè, sulfadiazin thôi. Rồi thuốc đầu tiên mình học, các bạn thấy không, chúng ta học là sulfamethoxazole. À quên nữa, tên thuốc của các bạn á, khi các bạn đọc á thì cái tên này á, nó không phải là tiếng Anh đâu nha, nó là tiếng Latin nha, còn nhớ nha, nó là tiếng Latin đó. À, nó có những cái âm mà khi mà mình phát âm á, hoặc là khi mình đọc á, thì nó sẽ có gì nữa, nó sẽ có cái đọc khác nhau á đó. À, ví dụ như cái chữ này nè, các bạn thấy không, sulfamethoxazole đúng không, nhưng mà trong gì nữa, trong tiếng Latin á thì người ta không đọc là methoxazole mà người ta đọc là methoxazole nha, tức là cam H cái này lúc này nó sẽ thành âm cam á, methoxazole. Nó giống như dược liệu, khi các bạn đọc á cái âm A với cái âm E phía cuối á, thì mình không đọc là A mà mình đọc là E, thì như pha ba xe đúng không, người không có ai mà người ta đọc là gì nữa à, pha ba C, pha ba xe hết trơn á, pha ba xe luôn, tức là cái âm A với âm E đó người đọc là E nha. Nó có những cái gì nữa, những cái tên thuốc mà mình sẽ phải gì nữa lưu ý về cách đọc nha. Rồi lý tính thì dễ quá rồi nè, tương tự đây các bạn thấy không, ở trong cái gì nữa, cái phần chung á, người ta không gì không đề cập gì độ nóng chảy, nhưng mà đối với từng riêng từng thuốc người ta sẽ đề cập đến gì đó, gì độ nóng chảy nè. Tên khoa học của gì nữa, của thuốc thì sẽ dựa vào gì nữa, tên của nhóm chất chính nè, bây giờ là sulfonamid là giống giữa rồi, rồi các cái nhóm thế khác người ta ghép vào để mình đọc được gì nữa cái tên khoa học hay là tên sulfamethoxazole nha. Hóa tính thì sau khi mà gì nữa à, người ta phân tích cái hóa tính của mình á, thì người ta thấy là gì, nó có gì nữa, cái nhóm mà amin thơ bậc một đó, vì vậy chúng ta sẽ có phản ứng của gì nữa, amin thơ bậc một, ngoài ra chúng ta sẽ còn có phản ứng để làm sắc ký lớp mỏng mà, để chạy, người ta gọi là chạy sắc ký á. Rồi phản ứng gì nữa, thử tinh khiết, cũng như là gì nữa, cái phản ứng đối với NaOH 0.1N thì nó sẽ gì nữa hả, cho tủa. Rồi cho tủa, khi các bạn cho CO4 vào là thì cái tủa này nó sẽ có là màu gì nữa, màu vàng rêu. Định lượng thì amin thơ bậc người ta sẽ định lượng bằng phân chết đó. Ngoài ra chúng ta sẽ còn một cái trong quá trình mà định lượng đo đi chết đó, thì người ta sẽ dùng gì, dùng cái phép đo mà gì nữa có thể là sử dụng phép đo ampe, trong hay sử dụng nhiều hơn. Rồi thuốc tiếp theo trong cái gì nữa trong cái nhóm sulfanamic á là cotrimoxazole đó. Cotrimoxazole hay người ta gọi là cotrim á. Thuốc này nó sẽ là thuốc phối hợp nha, đây là dạng phối hợp của gì nữa sulfamethoxazole với lại là trimethoprim, tỷ lệ nó sẽ là 5:1, lưu ý tỷ lệ nha, tỷ lệ này là cực kỳ quan trọng luôn, phải đúng tỷ lệ này thì cái cotrim của mình nó mới có tác dụng là diệt khuẩn đó. Cotrimoxazole nha, thành phần của nó là sulfamethoxazole, nhưng mà sulfamethoxazole nó là sulfamic, chỉ có tác dụng diệt khuẩn. Khi các bạn phối hợp với trimethoprim, khả năng ức chế cạnh tranh với các cái enzyme của vi khuẩn nó mạnh hơn rất nhiều, vì vậy mà nó sẽ làm cho vi khuẩn ngừng tổng hợp và ngừng chuyển hóa axit folic, vì vậy mà vi khuẩn của mình nó sẽ bị tiêu diệt. Cho nên sản phẩm cotrim này là sản phẩm phối hợp, sản phẩm này là sản phẩm có tác dụng diệt khuẩn chứ không phải là tiêu khuẩn nữa. Thành phần thì các bạn thấy sulfamethoxazole 5 phần, trimethoprim 1 phần, ta sẽ có gì nữa, công thức đúng của cotrimoxazole. Rồi những cái tài liệu mà các bạn đọc, các bạn thấy người ta khi người ta biết nè, SMZ nè, hoặc là TMB, thì mình sẽ hiểu là gì, SMZ nó là sulfamethoxazole, TMB nè nó sẽ là trimethoprim đó. Trong cái sản phẩm có tên là cotrim hoặc là pactrim hoặc là septa nè, nó cũng vậy, những tên biệt dược này là những cái tên mà biệt dược phổ biến ở gì đó ở nước ngoài á. Công thức của sulfamethoxazole với lại là trimethoprim là giống như bên hình này, mọi người mình thấy. Rồi định lượng thì chúng ta sẽ gì nữa, định lượng hai phần khác nhau, bởi vì công thức này công thức phối hợp mà mình định lượng sẽ định lượng hai phần khác nhau. Rồi định lượng như thế nào thì trong slide nó có hết.
con quay chỉ định, các bạn thấy không, điều trị chỉ định nhiễm khuẩn đường tiêu hóa nè, kể cả các cái trường hợp mà thương hàn nè, bệnh nhân bị dị ứng với chlorampheniconazole thì mình vẫn sử dụng Cotrim để gì nữa điều trị thương hàn được. Đối với gì nữa trẻ em mà không dùng được tetracycline á, mình cho sử dụng gì nữa, Cotrimoxazole vẫn có tác dụng tốt. Những nhiễm khuẩn tiết niệu hoặc là nhiễm khuẩn đường hô hấp hoặc nhiễm khuẩn tai mũi họng á thì vẫn sử dụng gì nữa Cotrim được luôn. Rồi. Cho nên các bạn thấy là mình sẽ phải sử dụng từ gì, từ nhóm tới tiền khuẩn trước, rồi sau đó chúng ta mới sử dụng đến nhóm gì nữa. Diệt khuẩn thì cái hiệu quả mà điều trị trên kháng sinh nó sẽ gì nữa mạnh hơn. Liều dùng thì gì, mình sẽ dùng là gì, tối đa là 2 viên trong một ngày, và thời gian dùng là phải dùng liên tục từ 10 cho đến 14 ngày đối với gì nữa, Cotrim nè. Cơ chế của Cotrimoxazole, bởi vì nó có hai thuốc cho nên bạn thấy là gì nữa, nó sẽ có hai cơ chế khác nhau. Trong đó nha, cái con đường mà từ BABA đi ra acid folic nó sẽ là một chuỗi dài, chứ nó không phải là một cái con đường mà khi người ta giết nó là hai bên vậy, không có đâu bạn. Trong đó nó sẽ còn có những cái quá trình khác nhau từ BABA cho đến là gì nữa, tạo ra acid folic nữa. Rồi, quá trình đó được mô tả như sau. Cái gì nữa, BABA nha, kết hợp với dihydro tacrolidine thì nó sẽ tạo thành acid dihydrofolic. Từ acid dihydrofolic nào muốn tổng hợp được các cái purine để ra được ADN hoặc là ARN để gì nữa tạo thành acid folic á, thì sẽ phải qua con đường tạo thành acid tetrahydrofolic đã đó. Và sulfametoxazole thì nó đánh ở gì, đánh ở cái con đường đầu tiên, tức là nó sẽ ức chế cạnh tranh đối với cái dihydrofolase synthetase nè, để không tạo thành acid dihydrofolic. Mà lỡ bây giờ cái quá trình đó nó bị vi khuẩn nó gì, nó đổi chỗ thì sao, nó đổi cái vị trí tác động à, thì trimethoprim nó mới gì tác động vào cái vị trí mà từ acid dihydrofolic tạo thành tetrahydrofolic á, nó đánh vào vị trí đó. Và cái gì nữa, cái quá trình mà đánh vào vị trí đó mình sẽ phối hợp liên tiếp ở ba cái giai đoạn luôn, làm cho gì, vi khuẩn cứ bị gì, bị kim hãm hoài mà đó. Và cái gì nữa, khi mà vi khuẩn bị kim hãm như vậy thì nó sẽ làm gì, nó sẽ ngừng tổng hợp nè, để chuyển hóa thành acid folic đó. Mà ngừng tổng hợp để chuyển hóa thành acid folic thì nó sẽ gì, vi khuẩn của ta coi như là nó đã bị gì nữa, tiêu diệt hoàn toàn rồi. Và các bạn thấy là gì, thời gian bán thải của sulfametoxazole nó là 9 đến 12 giờ đó. Và trimethoprim thì nồng độ bán thải, tức là thời gian bán thải nó cũng tương tự như vậy, cho nên là nồng độ hai chất này là tương đồng nhau. Và khi mình phối hợp vào như vậy thì cái thời gian nó tương đồng, cho nên là nó sẽ làm cho gì, vi khuẩn nó không có phát triển được, tức là không có gì nữa tổng hợp được để tạo thành gì, ADN hoặc ARN để sao chép phiên mã và dịch mã. Và khi mà không tạo thành gì, không có phiên mã hoặc không sao chép được thì coi như là gì nữa, vi khuẩn của mình nó bị gì nữa, bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Tỷ lệ phối hợp tối ưu lưu ý này nha, nó sẽ là gì, 5:1 sulfametoxazole và 1 trimethoprim, để tăng gì, tăng tác dụng của phổ lên đó. Và thuốc của ta nó cũng sẽ tăng tác dụng lên, đề kháng thuốc nó gì nữa, nó giảm, đồng thời là giảm cái gì nữa sự kết tinh xung không biết ở gì nữa, đường niệu, mà nó gây ra các cái tình trạng sỏi nữa. Cho nên là Cotrimoxazole là nó là một cái sản phẩm mà người ta gọi là cái khả năng mà ức chế cạnh tranh đối với các cái enzyme trong cái con đường từ tạo BABA cho đến acid folic á, nó rất là cao. Nhưng mà trong quá trình sử dụng thì mình lưu ý nó các cái tác dụng phụ sẽ ra nha. Rồi, trong khi sử dụng Cotrimoxazole thì lưu ý hỏi bệnh nhân xem tôi có những sử dụng những thuốc này hay không. Hạ đường huyết nè, dùng mình uống. Rồi methotrexate nè, phenytoin nè, hoặc là các thuốc có nguồn cái gốc mà gì nữa là salicylate, probenecid cũng vậy, hoặc là barbiturate cũng thế. Nếu có uống thì làm ơn uống gì nữa thời gian nhau cách xa nha, để nữa tránh cái tác động của gì nữa của thuốc. Tức là tránh cái gì đó, tránh cái tương tác của các thuốc này xảy ra đối với Cotrim á. Sulfamethoxazole đúng không? Ăn uống thuốc cũng dễ đâu khó. Ở đây thì chúng ta sẽ có gì nữa cái độ tan ở trong gì nữa trong các môi trường khác nhau của sulfamethoxazole nè. 4 lít nước nhưng mà pH ở 6.5 thì nó mới tan. Đó, pH 7.5 thì chỉ cần 5ml nó mới tan thôi. Mọi người thấy độ tan trong các môi trường khác nhau nè. Methanol thì 40g. Methanol thì sulfamethoxazole mới tan. Đó, tương tự như vậy.
trong cái môi trường mà benzen thì hầu như là gì nữa à, cái sulfamethicone của mình nó không có thang. À, chỉ định thì điều trị nhiễm khuẩn tiết niệm do gì nữa à, Ecoli đối với sulfamethicone. Liều thì nó sử dụng 500mg là có thể là sử dụng 4 đến 6 gì nữa, 6 lần trong một ngày. Rồi đây, sulfaguanidin, bạn thấy không? Ừ. Có mỗi cái tính kiềm mà biểu hiện nhiều. Và mình thấy rõ ràng là ở trên công thức của gì nữa à, sulfaguanidin nè, nó có rất là nhiều các nhóm mạng gì nữa à, NH như đây nè, NH2 nè. Rồi chưa kể lại gì nữa à, ở cái phía trên này nè, nó sẽ có gì nữa, cái nhóm mạng NH nè, nằm ở gì nữa phía trên nữa. Đó là cái gì nữa, cái lưu quý nè, đối với sulfaguanidin. Cho nên các bạn thấy là mình đâu có gặp được cái gì nữa à, cái tính bao giờ này là nói gì nữa à, rất là mạnh. Hầu như là nó sẽ gì nữa lớn ngát đối với đô 2 trên này nè. Rồi, đây là dược điển Việt Nam là người ta quy định về kiểm nghiệm đối với sulfaguanidin. Đúng chế phẩm với NaOH nè, sẽ có mùi gì nữa, amonyac, và mình nhận biết amonyac nè. Rồi phản ứng diazo hóa hoặc là phản ứng tinh khiết. À, trong cái quá trình mà mình gì nữa mình định lượng, mình cũng phải cần kiểm tra về tạp chất liên quan nè, rồi mình phải kiểm tra về gì nữa, kim loại nặng nè, mất khối lượng do làm khô nè, à, cái gì nữa mình kiểm tra cái hàm lượng của trosulfat nè ở trong cái sulfaguanidin như thế nào nha. Rồi à, chỉ định của sulfaguanidin, à, đây là một thuốc rất là hay sử dụng, à, nó ít tan ở gì nữa trong kiềm, cho nên là hầu như là gì nữa không hấp thu ở ruột. Và cái việc mà khi các bạn uống thuốc á, thì đường ruột của mình nó sẽ dễ bị ảnh hưởng, cho nên là trong cái quá trình mà sử dụng cái sulfaguanidin thì làm ơn là gì nữa, uống thêm cái men tiêu hóa hoặc là gì nữa cái thuốc uống kèm đối với vitamin B1 thì nó sẽ hạn chế cái gì nữa cái ảnh hưởng tới cái vi khuẩn đường ruột hơn. Rồi liều dùng của sulfaguanidin nó cũng rất là cao, nó từ khoảng là 12 cho đến gì nữa 15 gram một ngày. Liều dùng nó nhiều. Rồi à, các bạn nghỉ giải lao nha, một tí nữa mình sẽ học tiếp. 9:30 hả, hôm nay mình nghỉ 15 phút thôi nha. 9:45 thì các bạn học tiếp nha, nghỉ giải lao 15 phút thôi.
Recording stopped. Tốt mà tính.
Thank you.
Recording in progress. Rồi mình học tiếp nha. Mình còn khá mới lai Quino Long. Hôm nay thì mình sẽ học hết tới là Quino. Mình học tiếp nha các bạn. Hôm nay thì mình học phần này tiếp theo mình học tháng Lao rồi. Chúng ta học Quino Long. Mình sẽ học hết cái phần Quino Long này rồi hôm sau mình học tiếp Beta Lactam nha. Tại vì Beta Lactam nó dài lắm. Quino Long nó cũng dài nhưng mà nó có công thức cho nên nó dễ hơn so với Beta Lactam xíu. Rồi. Khúc kháng lao, được chưa? Đối với gì nữa chương này nha. Nó sẽ là chương gì nữa là khúc kháng lao với lại là phong. Nhưng mà đối với gì nữa thuốc để điều trị bệnh phong đó, thì chúng ta gì nữa ta không học. Chúng ta chỉ học mỗi cái gì nữa khúc kháng lao thôi. Thì lao phổi nó là một trong những cái căn bệnh mà gì nữa truyền nhiễm. Và cái tỷ lệ mà gọi như là tỷ lệ tử vong thì nó thuộc hàng gì nữa đầu tiên trên thế giới. Tức là gì nữa trong cái bảng mà top 10 mà để gì nữa các cái bệnh mà dễ dẫn đến tử vong nhất á, thì lao là nó sẽ thuộc gì nữa nó xếp hạng nhất. Bệnh được gây ra bởi gì nữa cái con mà vi khuẩn, và vi khuẩn này nó có tên là Mycobacterium tuberculosis và cái con này là cái con mà gì nữa nó có khả năng lây lan cao. Cho nên các bạn thấy là khi mà gì nữa cái người bệnh bị bệnh lao ở gần các bạn á, thì họ gì nữa họ ho rất là nhiều, và khi họ ho ra nhiều như vậy á, thì cái gì nữa cái tạo điều kiện cho gì, tạo điều kiện cho cái con vi khuẩn này nó sẽ xâm nhập qua cái gì nữa, nó sẽ xâm nhập qua cái gì, cái đường hô hấp của mình, và nó sẽ đi vào gì nữa, nó đi vào trong phổi của mình. Và cái gì nữa các cái triệu chứng lâm sàng đặc trưng để mà nhận biết được đối với gì nữa những người mà bị lao phổi á, chính xác nhất á, là các bạn sẽ phải tìm gì, tìm trong các cái mẫu mà gì nữa bệnh phẩm đồng hoặc là các cái dịch rửa phế quản á, thì mình sẽ tìm thấy con mà Mycobacterium tuberculosis này nè, nó gì nữa nó có ở trong đó. Và khi mà xâm nhập vào cơ thể mà thông qua đường hô hấp á, thì cái người mà có tiếp xúc đối với những bệnh nhân bị bệnh lao á, là họ ho nè, họ chỉ cần hắt hơi nè, hoặc là họ khẹt cái gì nữa cái nước bọt của họ ra ngoài á, thì mình thấy là khả năng lây nhiễm rất là lớn luôn, nguy cơ rất là cao. Và có những cái trường hợp mà khi các bạn ho nhiều á, mình nên đi xét nghiệm xem coi là trong cái gì nữa cái phổi của mình đó, chúng ta có cái gì nữa, có cái con lao này ở trong đó hay không. Rất nhiều những trường hợp mà người ta khi mà người ta bị, người ta không có gì nữa phân biệt được như thế nào là lao và ho bình thường. Đến khi là làm gì, đến khi là làm cái gì nữa cái mẫu bệnh phẩm ra, thì mình tức là mình khạc cái khạc đàm ra để làm cái xét nghiệm mà về bên cái con mà lao này đó, thì ta mới biết là lúc đó là mình bị gì nữa, bị lao. Trong cái đối với gì nữa
để mà gì điều trị lao thì chúng ta sẽ có gì nữa, các cái thuốc thuốc sau này vi khuẩn kháng lao thì cái này đó, nó là thiên về vi sinh hoặc là ký sinh trùng, lại tôi không giảng phần này rồi. Thuốc mà gì nữa kháng lao nha, các bạn thấy chúng ta sẽ có nhiều cái thuốc mà kháng lao khác nhau. Đây, ở trên cái giữa slide các bạn còn nhìn mình sẽ có streptomycin nè, chúng ta có gì nữa, isoniazid nè, chúng ta có pyrazinamide nè, chúng ta có rifampicin, rồi chúng ta có gì nữa etambutol, và chúng ta có cả gì nữa BIAS trong cái gì nữa điều trị lao, được chưa? Trong cái đó với gì nữa các cái thuốc mà trong điều trị lao thì người ta gì nữa trong các đồ điều trị bộ y tế á, người ta hướng dẫn cho các bạn là gì nữa chúng ta sẽ có gì các cái cách mà để gì nữa phối hợp cái thuốc kháng lao này với gì nữa với nhau. Một số thuốc kháng lao thông dụng mà hiện nay người ta dùng nè, isoniazid, pyrazinamide, etambutol, nó là một số thuốc mà gì nữa kháng lao hiện nay hay còn gì nữa còn sử dụng. Mỗi một cái công thức như vậy chúng ta sẽ có hóa tính là và gì nữa và phần điều chế. Trong ba công thức này thì công thức của isoniazid nha là công thức quan trọng nhất, và công thức này là công thức có thi nha. Để mà nhắc đến gì nữa isoniazid đó, các bạn thấy công dụng của isoniazid là ức chế tổng hợp acid mucoic, phá vỡ gì nữa thành tế bào vi khuẩn lao. Vì vậy mà trong chỉ định để điều trị lao thì người ta kể cả những trường hợp mà bệnh nhân bị lao màng não á, mình vẫn sử dụng được isoniazid, nhưng mà sẽ có tác dụng phụ kèm theo. Sử dụng thuốc kháng lao trong một thời gian dài nè, đa phần thì nó sẽ làm gì nữa độc đối với gan, cụ thể là nó sẽ gây viêm gan đó, đặc biệt nhất là isoniazid, được chưa? Rồi viêm dây thần kinh ngoại biên đó, nó còn gì nữa đối với muốn mà khắc phục được cái tác dụng của viêm dây thần kinh ngoại biên á, thì người ta sẽ chỉ định uống kèm đối với gì nữa vitamin B6 khi mà điều trị bằng isoniazid. Tương tự như vậy đối với các thuốc kháng lao khác như rifampicin, vừa điều trị lao vừa điều trị phong, và phổ của nó đó là phổ nhạy cảm đối với gì độ vi khuẩn gram dương rồi. Độc đối với gan thì nó sẽ không độc bằng isoniazid đâu, nhưng mà đối với gì nữa những cái tác dụng phụ khác, ví dụ như là nó sẽ gì làm nước tiểu của chúng ta nó có gì nữa nó có màu đỏ. Bột kết tinh của rifampicin mình nhớ nha, nó là bột kết tinh màu đỏ, cho nên là khi các bạn sử dụng á, thì khi mình đi gì nữa mình đi tiểu á, thì cái nước tiểu của mình nó sẽ là nước tiểu có màu rất là đặc biệt. Rồi thuốc đầu tiên, tức là trong này người ta học một thuốc thôi là isoniazid nè. Ngoài cái tên mà isoniazid nha, mình còn gọi với cái tên gì nữa, chúng ta gọi là isonicotinic vẫn được nha. Rồi đây tôi làm dấu nè, đây các bạn thấy nha, chúng ta vẫn gọi với cái tên là gì, isonicotinic nè, đó nó là tên khác của gì, isoniazid, được chưa? Bởi vì gì đó isoniazid nè, nó là gì nữa là hydrazid của acid isonicotinic, cho nên mình gọi nó là acid isonicotinic nè, một nè. Rồi tiếp theo isonicotinin hydrazid, thấy chưa, viết tắt với lại là INH là nó. Ở đây chúng ta sẽ có gì nữa hai cái tên mà cần lưu ý của isoniazid, và isoniazid là kháng sinh được sử dụng để gì nữa điều trị lao, kháng sinh được sử dụng để điều trị lao nha. Về nguồn gốc thì chủ yếu là ta sẽ tổng hợp viên hóa học nè, điều chế từ gì, từ hydrazine với gì nữa metin isonicotinat, tức là trong công thức của gì nữa, tức là metin isonicotinat nè, đó bây giờ là cái công thức mà gì nó nằm ở giữa nè, kết hợp với hydrazin nó mới ra được cái công thức isoniazid nằm ở phía này. Rồi tính chất thấy không, ở đây thì gì nữa isoniazid nè, nó là bột kết tinh màu trắng nè, hoặc là tinh thể không màu nè, độ tan thì nó sẽ dễ gì nữa, dễ tan ở trong nước nhưng mà khó tan đâu trong ether, đặc biệt là trong ether. Dung dịch mà khi các bạn pha với nước đó, có nồng độ 5% thì dung dịch đó nó sẽ có cho độ pH từ khoảng 6 cho đến gì nữa 8, nhiệt độ nóng chảy thì khoảng 170 cho đến gì nữa 174 độ C. Rồi hóa tính đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có gì nữa hóa tính của isoniazid như sau nè, đó nó có nhân gì, nó có nhân pyridine này, tôi nhớ này, cũng là nhóm các bạn thấy nè, nhân pyridine, các bạn thấy không? Đó, pyridine. Mà nhớ pyridine này nó là gì? Là của isoniazid.
nhớ nha, là isoniazid nè. Cho nên là gì nữa ngoài các cái tác dụng của nhân bilirubin, chúng ta còn thêm tác dụng đối với gì nữa một chloro 2,4-dinitrobenzen. Rồi đó là lưu ý. Còn những cái phản ứng khác của nhân bilirubin thì tự các bạn điền vào trong này nha. Nó có bao nhiêu cái gì nữa, cái hóa tính để nhận biết nhân bilirubin là điền vào. Rồi phản ứng của nhóm hydroxy, đúng không? Hôm trước cũng cho các bạn biết rồi, tác dụng với bạc nitrat. Nó sẽ làm gì, hoặc là tác dụng đối với thuốc thử phaolin, nó sẽ có gì nữa, nó sẽ có màu gì? Ví như đối với thuốc thử phaolin thì nó sẽ có gì nữa, màu đỏ gạch nè. Rồi, tác dụng tiếp theo nè là tác dụng đối với gì nữa, nhóm hydroxy nha, với aldehyde, được chưa? Thì nó sẽ cho gì nữa, cho hydrazonate. Còn cả phân tử thì nó sẽ có gì nữa à? Tác dụng với natri nitro prussiate. Tác dụng với muối đồng nè, hoặc là tác dụng với gì nữa bạc nitrat, nó sẽ cho gì nữa cho màu. Cho nên các bạn đem về các bạn cứ liệt kê lại gì nữa nhân bilirubin nè. Rồi hydroxit nếu có thiếu hay không, hoặc là không thiếu thì bạn sẽ viết cái gì nữa cái công thức chúng ta vào trong cái gì nữa, cái phần mà kiến thức hóa học của gì nữa isoniazid á. Cả phân tử thì mình xem coi lại gì nữa có những nhóm nào tác dụng đối với gì nữa isoniazid hay không, đúng không? Rồi định lượng isoniazid thì người ta sẽ định lượng bằng phương pháp là đo iốt hoặc là đo bờ rơ. Cái này trước mình cũng có viết ở trong cái gì nữa ở trong nhân bilirubin đó. Ngoài ra ta sẽ định lượng bằng phương pháp là gì, đo quang, được chưa? Nguyên tắc mà để gì đó định lượng isoniazid đó, người ta sẽ khử gì, khử y tự do thành y trừ. Và cái phương pháp này nó sử dụng là phương pháp đo iốt nha, định lượng iốt dư bằng n natri hiô phương pháp đó, với chỉ thị là hồ tinh bột để gì nữa để mình thấy. Các cái phản ứng định lượng thì khi các bạn đi học hóa, thực hành hóa bài số 5 của các bạn á, các bạn sẽ có gì nữa một cái bài số 5 về định lượng nha, sẽ có riêng hẳn một cái bài số 5 về định lượng luôn. Cái gì nữa, và cái bài đó khi, tức là quá trình định lượng khi các bạn làm, các bạn phải làm thật là kỹ thì nó mới ra màu và nó mới ra được cái kết quả là gì nữa chính xác khi mình làm. Và người ta sau khi quá trình định lượng xong, người ta tính các bạn nào, 1 ml iốt nồng độ 0.1 N nó sẽ tương đương đối với 0.003429 gram ribifong. Ribifong là isoniazid đó. Nó cái này là tên gì đó, tên biệt dược của isoniazid mà cái hãng mà sản xuất người ta đặt ra đó. Đó là cái quá trình định lượng người ta làm ra được cái con số này nè. Chỉ định của isoniazid là cái chỉ định mà gì đó để điều trị lao nè, kể cả gì đó lao cấp nè, lao mãn tính nè, lao trong phổi hoặc là lao ngoài phổi đều chỉ định được. Nhưng mà tác dụng không mong muốn, bạn thấy không? Độc nhất nó sẽ là gây gì nữa, viêm gan nè, hoại tử tế bào gan nè. Sử dụng chung đối với các thuốc khác thì độc tính ở gan nó sẽ tăng. Đối với thần kinh nè, nó sẽ gây gì, viêm dây thần kinh ngoại biên. Vì vậy mà mình sẽ phải bổ sung cái gì nữa, bổ sung vitamin B vào đây nè. Tôi xin lỗi nha, lỡ nhắc với chị. Rồi các tác dụng khác ví dụ như là dị ứng nè, hoặc là thiếu máu, giảm tiểu cầu hoặc bắt một cầu hẹp gì á, thì nói gì nữa nó không có bằng so với viêm gan hoặc là viêm dây thần kinh ngoại biên, biểu hiện rõ rệt luôn. Đây các bạn thấy không, tương tác thuốc nè, không sử dụng isoniazid chung với phenytoin bởi vì nó sẽ làm gì, tăng độc tính của phenytoin. Rồi rifampicin nó sẽ làm gì, tăng độc tính của INH trên gì nữa, trên gan, nói cho nên cũng không sử dụng chung rifampicin nữa. Nhưng mà thực tế thì trong cái phác đồ mà để điều trị lao của Bộ Y tế đưa ra vẫn có rifampicin để điều trị, được chưa? Nhưng mà thời gian dùng nó sẽ khiến gì đó khác nhau. Rồi rượu nó sẽ làm gì, làm tăng độc tính của isoniazid. Chuyện này là chuyện bình thường, bất kỳ cái rượu nào nó cũng làm tăng cái gì nữa, tăng cái gì, cái sự hấp thu thuốc ở trên đó. Mà việc tăng sự hấp thu thuốc như vậy thì làm cơ thể chuyển hóa nhanh hơn, vì vậy mà gì nữa khả năng độc nó sẽ nhiều hơn. Rồi thức ăn và các antacid nó sẽ làm gì, giảm hấp thu thuốc đó. Có những cái dữ liệu này rồi thì tự các bạn đưa ra coi isoniazid mình uống khi nào nha. Không này thì mình gì nữa không học. Nhưng mà mới mốt mà nếu mà các bạn có gặp cái gì nữa, gặp phong á, thì mình thấy là đối với gì nữa, cái những người nào mà bị bệnh phong á, thì mình sẽ sử dụng gì nữa, sử dụng thuốc ít nhất là trong khoảng 6 tháng. Được chưa? Có những bệnh nhân thì người ta sử dụng ít nhất là gì nữa là 2 năm. Đó. Và cái gì nữa tùy thuộc vào đối tượng đó, là đối tượng là ít khuẩn hay là gì nữa, nhiều khuẩn để mình cái gì nữa để điều trị bệnh phong. Không thì mình không có học nha các bạn. Rồi. Các bạn lật tiếp cái gì nữa, cái giáo trình của mình ra nha.
chương tiếp theo mà gì nữa mà mình học là trong cái nhóm kháng sinh đó, đó là chương kháng khuẩn, thuốc kháng khuẩn họ gì nữa, quinolone. Đối với gì nữa không, thuốc kháng khuẩn họ quinolone nha. Tại người ta lý giải cho các bạn là gì nữa, tại sao cái gì nữa nhóm thuốc này nó lại có tên là quinolone. Trong cái cấu trúc phân tử của nhóm quinolone này nó có gì, nó có chứa nhân, mà nhân này nó có tên là quinoline 4-on, cho nên là tên chung của nhóm này nó sẽ là quinolone. Rồi. Công thức chung thì các bạn thấy gì nữa ở trên màn hình rồi. Và đấy, câu đối với gì nữa công thức này mình thấy nè, chúng ta sẽ có gì nữa, các cái gì gốc thế khác nhau, các cái gốc thế khác nhau, R1, R5, R6, R7, R8 đó. Rồi các vị trí số 2, số 5, số 8 các bạn thấy không, ở trên hình chúng ta sẽ có gì nữa ở trên hình nha, các bạn thấy vị trí số 2 nè, số 5, số 8 đó, ba cái vị trí đắc địa đó. Vị trí đó người ta có thể là gì nữa không thay bằng C, tức là người ta sẽ thay gì, thay C bằng gì nữa, bằng ni cơ ở một trong số những cái vị trí đó để chúng ta được cái gì nữa, công thức thuốc. Rồi R1 nè, R7, R6 đó, đó là các cái vị trí mà có các cái nhóm thế mà gắn vào để xem coi là thuốc của ta nó tăng tác dụng hay là gì nó giảm tác dụng nha. Rồi, tiếp. Rồi, cái nhân mà quinolin 4-on này nè, nó là gì nữa, axit 14 dihydro 4 oxo quinolin 3 carboxylic, tức là tại cái vị trí số 3 này các bạn thấy không, nó gắn gì đó, nó có gắn COH nằm ở cái vị trí số 3, cho nên người ta cũng gọi là 3 carboxylic. Rồi 14 dihydro 4 oxo đây, vị trí số 4, các bạn thấy không, này là nói gì nữa ạ, vị trí này bây giờ nó chỉ có là C nó đôi đúng đô thôi, nó mất đi là gì nữa, mất đi hero rồi. Vị trí số 1 cũng vậy, 1, 2, 3 đúng không, nói gì nữa nó cũng có khả năng là mất đi hero nè, vị trí này. Rồi còn về phân loại thuốc mà gì nữa nhóm quinolone phân loại như thế nào, chúng ta sẽ có quinolone thế hệ 1, chúng ta có quinolone thế hệ 2, chúng ta có gì nữa, quinolone thế hệ mới luôn. Đây, đây là cái cập nhật mới nhất nè. Thế hệ 1 thì mình sẽ có là axit nè, nalidixit nè. Rồi mình có gì nữa axit oxolinic nè, hoặc là axit pyrimidic. Nhưng mà đối với thế hệ 1 thì mình gặp axit nalidixit là nhiều. Ở thế hệ 2 sẽ có một số thuốc gặp nhiều nè. Ciprofloxacin, được chưa? Rồi mình gặp naproxacin nè, oxaloxacin nè, fluoroxacin nè, hoặc là lomeloxacin, hoặc là gì nữa, beclosacin nè. Đó. Trong cái gì nữa, thế hệ cũ và thế hệ mới này nó khác nhau ở gì nữa, kể cả cái phổ mà tác dụng, rồi cho đến là gì nữa, cho đến là trong cấu trúc của nó sẽ khác nhau gì nữa, cái các cái vị trí gắn nè. Rồi thế hệ thứ ba, thế hệ tiếp theo là ta không phải thế hệ ba mà tôi là thế hệ mới hiện nay á, thế hệ mới hiện nay thì có một số thuốc là gì nữa sử dụng nhiều, ví dụ như là levofloxacin nè. Rồi chúng ta có gì nữa, temafloxacin, hoặc là gì nữa, pazofloxacin. Cái cấu trúc của thế hệ mới này nó thay đổi ở nhóm thế số 7, rồi nó tăng cái nhóm thế mà có flo vào, hoặc là vị trí số 1, vị trí số 8 nó thay đổi gì nữa, thay đổi cái vòng. Vì vậy mà thế hệ mới khi nó ra đời á, nó sẽ làm gì nữa, mở rộng phổ tác dụng nè, trên đam âm và đam dương, kể cả gì nữa, các cái phế cầu nhạy cảm đối với các cái gì nữa, phế cầu nhạy cảm nè, hoặc là kháng gì nữa, penicillin. Rồi trên cái con mà gì nữa, mycoplasma hay là chlamydia thì cái nữa, cái thuốc của ta vẫn tác dụng được nha. Cái biểu hiện ở các tình trạng như là viêm phổi á, nó được nói gì nữa là do nó gây ra. Rồi thế hệ mới thì nó sẽ làm gì, nó sẽ giảm tác dụng phụ của thuốc nè, đồng thời nó sẽ giảm gì nữa giảm cái đề kháng của gì nữa giảm đề kháng của thuốc.
Nhưng mà xài thế hệ mới rồi thì bây quay trở lại sử dụng acid nucleic hoặc là ciprofloxacin hay là ofloxacin thì nó không còn hiệu quả nữa nha. Cơ chế này cũng nói nữa, tại cơ chế này bên phần dược lý bạn có cơ chế rồi. Rồi, các bạn quay trở lại nha. Liên quan cấu trúc tác dụng nè, ở đây nha, chúng ta có gì nữa, cái cấu trúc chung của gì nữa, cái quinolon là cái cấu trúc mà gì nữa trên màn hình các bạn thấy, quinolin 4-ol đó. Rồi trong các vị trí này, trong các cái gì nữa phần liên quan này, chúng ta sẽ có các cái vị trí nào. Vị trí thứ nhất mà mình lưu ý là cái vị trí nitơ gắn R1. Vị trí này rất quan trọng đến tác dụng kháng khuẩn của gì nữa, của thuốc. R1 nó gắn với nitơ, nhưng mà thứ tự các nhóm thế tối ưu giảm dần nè, từ cyclopropin, etin, fluorphenin nè, và gì nữa tetbutin đó. Rồi vậy thì khi mà người ta viết như thế này thì mình có hiểu là gì nữa, có các nhóm thế nào gắn vào đây thì cái hiệu quả tác dụng của nó sẽ như thế nào. Tức là các bạn đọc cái câu là gì, thứ tự các nhóm thế tối ưu giảm dần, được chưa? Vậy cyclopropin là nhóm gì đây? Hôm trước này mình nói vọng cyclo rồi, vậy thì cyclopropin là dòng gì? Bạn nào biết không, cyclopropin là dòng gì? Mày nói được luôn. Bố tôi để cho kiểm tra nè. Dòng mà không có nó đâu là đúng rồi, nhưng mà nó không phải là dòng sáu cạnh. Dòng sáu cạnh là cyclohexan. Vậy thì dòng cyclopropin này là dòng mấy cạnh? Ba cạnh nó. Cái gì vậy? Quỳnh Anh này nè, cảm ơn, đi về cọc lại giùm cô nha. Mê em là nó phải bỏ phế học hành đó. Coi coi lại gì nữa, rồi cũng là số mấy nha. Rồi bây giờ học hóa chạy chết mấy đứa ơi. Đúng rồi, cyclopropin là dòng ba cạnh đó. Cyclopropan á là dòng ba cạnh, nhưng mà khi mà nó là nhóm thế á, thì người ta gọi, thì người ta đổi thành chữ A nữa, đằng sau thành chữ I nè, cyclopropin nha, mình nên nhớ đó nha. Rồi etin, có ai không biết công thức cấu tạo của etin không? Có bạn nào không biết công thức cấu tạo của etin không? Xe máy nè mấy đứa, etin là xe máy. Cái gì vậy? CH3 đâu ra vậy? Đúng rồi, C2H5 là etin. Khổ. Rồi tiếp theo, fluorphenin nè, nó chính là gì nữa, cái dòng phenin mà nó có gắn fluor đó. Lộn nó thi lại nha, bây giờ lộn không có nói được gì đâu nha. Rồi tetbutin tức là gì nữa, tetbutin nha, tức là vị trí gì nữa, chúng ta sẽ có là 4C nè. Đó, 4C. Đèn protein là có 1C ở giữa, là 4 cái C pha nằm ra đó.
cái hành vi trong giáo trình nó có các cái gốc đó, hoặc là trong gây sách hóa mà gì nữa, sách hóa của bạn sẽ có các cái gốc này nè, ba gốc xe ba với một cái hero, mà một cái hero thì nó một cái hero thì nó gì nữa, nó mất đi là nó tại vì nó nói với gì nữa, nó nói với Peter, cho nên là cái vị trí này nó sẽ R1 là nó sẽ là đối với ngay đây thì nó sẽ là C, sẽ có ba cái xếp ba cái vị trí này. Cái nhóm amino sẽ làm gì? Nó sẽ làm tăng hấp thu nè và phân bố vào tổ chức. Ví dụ như đối với thuốc Paclosaxin thì nó sẽ có cái gốc mà gì nữa à? Amino nằm vô này. Amino là gốc gì đây? Amino là gốc gì? Các bạn, amino là gốc gì? Amino là gốc axit đúng không? Rồi, bỏ đi chữ O thì nó sẽ còn lại gì? Bỏ đi cái chữ O, sao nó sẽ còn lại gì? Amin, đúng không? Amin mà nó là giống thế thì nó sẽ tên là amino. Giống như mình thấy anilin nó là giống thế, nó là anilino đó. Nó là hóa gì? Hóa hữu cơ. Cho nên học môn này là bắt buộc bạn phải học quá đại cương. Phải học quá hữu cơ và kể cả quá phân tích nữa mình mới học được tới môn gì nữa, môn hóa dược này nha. Rồi tiếp theo R6 đó. Với R6 nha thì người ta sẽ thế bằng gì? Gốc R6 người ta sẽ thế bằng floor đó. Bởi vì đối với gì nữa các cái gì floor mà nó gắn vào vị trí số 6, cho nên trong đa số các công thức của bạn hiện nay nó sẽ có tên là floxacin, cho nên tên các bạn thấy không, ciprofloxacin nè, ofloxacin nè, paclofloxacin nè, levofloxacin nè, nó là khi mình đọc lên thì mình mường tượng là gì, vị trí số 6 này bắt buộc phải có gì flo nằm đây. Vì nó có cái tác dụng kháng khuẩn của nó nổi trội hơn so với thế hệ 1 rất là nhiều luôn. Rồi cái này chưa là gì so với gốc R7 hoặc gốc R8. Tiếp theo gốc R7 nha. Vị trí R7 nào? Khi vị trí R7 gắn giống thế biberazin. Rồi kêu một cái tên coi. Bây giờ biberazin là dòng gì đây? Mặt thẳng hay mặt vòng đây nha. Bảy khoảng tôi sót mạng là từ nha. Bảy bảy lẻ ba là Lê Tấn Phú, có nghe nhau không? Không thấy. Rồi tiếp theo 708. Bảy lẻ tám ơi, có đi học không? Không thấy luôn. Rồi, người tiếp theo nha. Ông kêu không có nè, không trả lời được nè. Đây, cấp trưởng. Chi ơi chi, 710. Chuông nha, trắng pha. Rồi tiếp, tôi kêu nào có thôi là lớp 7 chuẩn bị nha, tinh thần nha. 713, Nguyễn Minh Quân. Rồi không thấy luôn. Tôi nói từ đây 11. Mấy cái điểm này là không có chuyện cáo gì nha. Dạ cô ơi em có. Mẹ nó gì có đó không? Em là ai? Mẹ nói tên biết. Dạ Ngọc Chi cô. Rồi biberazin. Công thức cấu tạo biberazin cơ nè. Rồi tiếp nào, có phải cấu tạo biberazin đi ơi? Dạ gì vòng
No chứa 2 liter. Mạng em hơi lắc đó cô. No là nó có gì nữa à? Có rồi, không có rồi. Dạ không có nó đôi ạ. Không có nó đôi. Rồi. 2 liter ở vị trí số mấy rồi, vị trí số mấy? Dạ thứ nhất với lại thứ tư ạ. Rồi. Số 1, số 4. Đó, rồi. Nên các bạn thấy nha. Vị trí số 7 nè, Biberazin, đúng không? Là vòng gì? Vòng cyclo cái đã. Đó. Biridin nè, biribidin nè, nó mới có gì nữa, nó mới có nối đôi. Còn Biberazin nè, nói gì nữa, nó không có nối đôi nha. Vị trí số 1 và vị trí số 4 nè, nó có gắn gì? Nitơ. Nitơ không chưa đủ, nó phải lại NH, NH ngay vị trí đó nha, để mình hình dung. Dạ. Rồi, Biberazin 1 in, tức là sao? Vị trí nữa có nitơ nè, là cái vị trí mà phải nối vào số 7 nè, tức là ngay cái vị trí số 7 đi ra là thì cái R7 này là người ta sẽ thấy bạn gì nitơ nè kèm theo cái dị vọng nằm phía bên đây đó. Rồi nếu công thức của mình nó có nhóm biberazin nha, nói gì nữa à, tạo ra được cái gì, các cái quinolone nó có tác dụng gì để điều trị trên ram dương và điều trị trên ram âm mà tác dụng nó tốt hơn hẳn so với các cái hợp chất ở phía trước. Cho nên mình để ý công thức cấu tạo của những thuốc nào vị trí R7 nó có giống, nó có gì, nó có cái vòng biberazin á, thì thuốc đó đương nhiên là tác dụng của nó sẽ rất là tốt rồi. Rồi vị trí số 4 trên nhân biberazin là cái vị trí mà cái gì, có nitơ, thấy không, nó có gắn thêm CH3 thì như thế nào, ram dương tác dụng nó tốt nhưng mà tác dụng trên ram âm nó giảm. Mình thấy rõ ràng khi bạn gắn thêm một cái giống thế khác thì tác dụng của thuốc bắt đầu nói gì nữa, nó thay đổi. Còn mà thay thế bằng vòng birolidin đó. Rồi tiếp nha. Birolidin là vòng như thế nào đây? Rồi Quách Văn Công, có nhận không? Dạ có không? Đó. Rồi vậy birolidin có phải cấu tạo như thế nào? Dạ đây anh. Nó mất tiêu rồi. Birolidin không được đúng không? À, không được. Người tiếp theo nè, 721 Nguyễn Kim Hằng. Dạ có em coi. Rồi vậy birolidin là vòng gì đây em? Dạ, có bạn nói như thế nào? Là vòng cyclo 5 cạnh có chứa 1 nitơ. Cyclo 5 cạnh có chứa 1 nitơ. Rồi, đúng rồi đó. Rồi, cái đó các bạn thấy không? Rồi, chạy qua phía mình để con ghi những cộng chứ nè. Hôm trước kia mà không thấy nè. Hôm nay mới thấy lên nè. Rồi, vòng birolidin nha. Là vòng gì nữa là cyclo 5 cạnh nè, có chứa 1 nitơ. Khi vị trí R7 mà nó có gắn vòng birolidin thì tác dụng lên trên ram dương của nó sẽ tăng. Và những cái kháng sinh mà thuộc nhóm quinolone mà nó có vòng birolidin á thì sinh khả dụng đường uống của nó gì nữa nó thấp, bởi vì nó khó tan trong nước. Rồi. Rồi vị trí tiếp theo là vị trí R8. Đó. Vị trí R8 nha. R8 khi gắn các nhóm thế như là clo nè, clo nè, metin nè, hoặc là gì nữa methoxy thì tác dụng kháng khuẩn nói gì nữa nó tốt, và tốt trên cả gì nữa vi khuẩn ram dương, và tốt cả gì nữa trên vi khuẩn kỳ khí. Rồi methoxy nè, đây là gốc nào đây? Rồi 726 mà gia vi nè, methoxy nè, nhóm gì đây?
Rồi lớp 7 vòng 10 cuối cùng nè. À đây Khang nè, 7:30 sáng nay có vô không? Khang sáng nhắn tin xin nghỉ quá. Hôm trước cũng nghỉ, hôm nay cũng nghỉ. Nghỉ gì nghỉ hoài à. Rồi sao mà qua môn của tôi đi trời. Rồi tiếp nè, 7:32 Lê Hoàng Thảo Nhi. Không thấy. Xin chào cô. À, 3:35 coi đi đâu. Thưa cô, là methoxy là gồm một nhóm chất methyl liên kết với một nguyên tử oxy. Ừ, vậy thì đặt vào vị trí L8 thì nó là OCH3 hay là C3O? Thưa cô là OCH3. OCH3 đúng rồi đó. Được chưa? Đó. Rồi. À, các bạn thấy nha. À, khi mà gì nữa à, cái L8 nè nó gắn clo hoặc clo thì đây là gì? Halogen nè. Rồi, hoặc là gì nữa gắn metin là C2H5. Gắn methoxy tức là gì nữa à? OCH3. À, mình nhớ nha, cái vị trí gắn là cái vị trí mà từ gì? Từ cái mặt mà gì nữa, cái mặt của ta nó đi ra. Chứ không phải là mình đọc là từ ở ngoài nó đi vô nha. Cho nên khi người ta nhắc methoxy thì cái vị trí này đi từ cái mạch này nó ra, nó phải là OCH3 nó mới đúng. Tức là gì nữa, cái nhánh methyl nè nó có một oxy. Cho nên cái gì nữa, vì oxy nó là gì? Nó là gì nữa, nguyên âm. Cho nên gì nữa, các bạn bắt buộc phải bỏ đi cái phần y nó phía sau, cho nên mình sẽ có tên là methoxy. Yeah. Rồi. Nghĩ. Chỉ định này thì trong cái giáo trình của mình có, và trong đa phần các cái tài liệu mà chỉ định về nhóm quinolone á thì đều có gì nữa, đều có hết nè. À, nó điều trị rất là nhiều bệnh, từ điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp cho đến điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu nè, đường tiêu hóa nè, mô mềm, xương khớp, và kể cả điều trị về nhiễm trùng da luôn. Rồi các cái gì nữa, các cái bệnh mà lây qua đường tình dục á, điều trị nhiễm trùng âm đạo thì bất có gì nữa, có cái khả năng mà chuyển biến nặng hoặc là bệnh mà gì nữa là nặng đó, thì người ta mới để sử dụng cái gì nữa, nhóm quinolone để gì nữa để điều trị. Còn không ta sẽ sử dụng các cái nhóm mà cái gì nữa kháng sinh khác nha, trước khi mà sử dụng quinolone. Rồi chỉ định nhiều nhưng mà tác dụng phụ nó cũng nhiều. Ở đây các bạn thấy không, năm 2018 thì đối với gì nữa, cục quản lý dược phẩm châu Âu á, họ cảnh báo về cái nguy cơ mà sử dụng nhóm quinolone, các tác dụng phụ là gì, gây tàn tật và không hồi phục. Mình nên nhớ nha, không hồi phục với hồi phục nó khác. Sử dụng những nhóm thuốc đó, khi các bạn ngừng thuốc thì cơ thể của mình trở lại lại bình thường, nó không còn tác dụng phụ nữa, thì cái đó người ta gọi là hồi phục. Nhưng mà nhóm này là nhóm mà gì, nó gây tàn tật và không hồi phục, tức là sử dụng để điều trị nó gây ra các biến chứng, và những biến chứng đó là những biến chứng khi các bạn ngừng thuốc nó vẫn còn, đặc biệt là đối với các biến chứng về sụn, mình nên nhớ. Cho nên chống chỉ định quinolone đối với gì, trẻ em dưới 16 tuổi đó, có các biến chứng về sụn, các biến chứng gì nữa hoặc là về gân. Nhưng mà biến chứng về sụn là nó sẽ ảnh hưởng đến gì nữa, hoặc đối tượng là trẻ em dưới 16 tuổi nhiều nhất. Và các bạn biết rồi, xương của mình á, hoặc là cơ thể của mình á, đến gì, đến 25 tuổi mình vẫn còn phát triển được nữa đó, xương nó vẫn dài ra mà cơ thể nó vẫn gì nữa, cơ thể nó vẫn còn đang phát triển mà, tới năm 25 tuổi. Cho nên ai mà thấp á thì các bạn thấy người ta kêu cái gì, các bạn uống các thuốc mà tăng chiều cao đến trước năm 25 tuổi thì cái khả năng chiều cao của mình nó mới gì nữa, nó mới cải thiện. Bây giờ sử dụng nhóm quinolone cho đối tượng trẻ em dưới 16 tuổi thì nó sẽ ra gì nữa à? Nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm sụn của các bạn gì nữa à? Không phát triển được nữa. Đó, cho nên là người ta gì nữa cảnh báo về các dụng phụ gây tàn tật của gì nữa quinolone. Rồi, cái gì nữa à? Các tác dụng phụ này không phải là sụn không, mà nó còn các cái tình trạng là gì nữa, viêm gân nè, đau cơ nè, hoặc là gì nữa, đau khớp, hoặc là các cảm giác như là gì nữa à, mất ngủ nè, mất trí nhớ nè, thay đổi vị giác hoặc là khứu giác nữa khi mà mình gì nữa mình sử dụng. Rồi sử dụng nhóm quinolone khi đi ra ngoài gì, ngoài trời, khả năng tăng mẫn cảm da với ánh sáng mặt trời rất là cao. Mình nhớ em có gì nữa, những cái tác dụng phụ đó nha. Rồi tôi cắt thuốc đây, đây các bạn thấy sử dụng nhóm quinolone thì khi sử dụng dùng chung với gì, các cái nhóm mà thuốc chống axit nè, thuốc chứa sắt nè,
hút gì nữa, multivitamin nè, hoặc là các cái hợp chất kẽm hoặc là canxi rồi á, tức là những cái calcium mà nó nằm ở cái hóa trị 2-3 thì nó sẽ làm cho những gì nữa giảm hoạt tính sinh học của thuốc lên khoảng 90% nếu dùng chung. Hồi nãy nhớ nha. Cho nên là nếu có cho bệnh nhân uống thì làm ơn là gì nữa giãn cái thời gian mà sử dụng của quinolone với các nhóm thuốc đó ra ít nhất là gì nữa 1-2 tiếng. Rồi thuốc kháng gì nữa kháng kali nó sẽ làm gì, làm giảm cái nồng độ fluoroquinolone trong huyết tương. Và cái gì nữa khi mà sử dụng á thì mình lưu ý xem coi bệnh nhân nó có sử dụng cái thuốc kháng gì nữa kháng kali không nha. Ciproloxacin nó sẽ làm giảm gì, giảm thải trừ caffeine, nó giảm cái nồng độ của phenytoin trong huyết tương. Và nếu có sử dụng theophylline thì nó sẽ làm gì, nó tăng độc tính của theophylline. Cho nên các bạn thấy không, khi các bạn sử dụng đối với một thuốc nào á thì cái thời gian tối thiểu nhất mà mình gì nữa mình sử dụng đối với những cái nhóm thuốc khác đó, nó phải là khoảng 2 tháng để tránh gì, tránh cái tương tác thuốc xảy ra. Rồi thức ăn cũng làm giảm hấp thu fluoroquinolone. Vậy thì cái câu này nó có ý nghĩa gì đây khi người ta nhắc đến? Nâng mũi. Trời ơi, tốt nhất là không có đúng gì hết nha. Những chứng về sổ. Rồi, thức ăn làm giảm hấp thu fluoroquinolone, vậy câu này nó có ý nghĩa gì đây? Nó số 3 là còn nhiều. Đồng chí nhân dân này quen cái nhậu hồng 326. Có mở mắt nói chuyện đây nè. Rồi có thì mở micro nha, nói chuyện nè. Rồi tôi cắm này cái này tôi để rồi. Không sao, tôi đi tiếp nè. Rồi, mọi người tiếp theo nè, hôm trước cắm cái này là Nguyễn Xuân Thuần. Không thấy. Rồi, lớp số 3 nè. Rồi, 3-14 nha, Võ Thị Tài. Rồi, mở mắt nói chuyện được không? Rồi, tiếp 3-13 Trần Thị Thảo Dân. Không thấy. Rồi, mở mắt được không Dân ơi? Anh có không mà không chịu mở mắt. Bởi vì thấy tôi là tôi dễ nhất là không giờ. Tôi nói rồi nha, môn này tôi biết hả? Rồi, tuần sau nha. Nhớ ở nhà đừng có lên trường nha. Lây có công cậu tôi lắm nha. Tiếp. Để coi những ta tới đâu, đừng không Dân đúng không? Rồi, 309 Vũ Thị Kim Anh. Đấy. 307 Nguyễn Trần Hồng Vi nè, có không? Đó, không biết được không? Không. Quay. Rồi, ok. Tiếp theo 306 Trần Thị Ngọc Hân. Rồi cùng chung một câu hỏi này có mở mất được không? Thì cứ gọi mấy đứa nó hết giờ luôn.
Dạ có, nhưng mà mỗi cái từ không nè. Biết được, còn kêu người khác tiếp nè. Rồi em nè, không trả lời đúng không? Không, ừ. Rồi, tiếp lớp 3 nha. 304, võ tấn tài. Dạ có rồi. Đó, rồi vậy giải thích cho cô câu dưới cho nè. Người ta nói là gì? Thức ăn cũng làm giảm hấp thu fluoroquinolone. Vậy câu này nó có ý nghĩa gì đây? Có nghĩa là nên uống trước ăn đúng không? Vậy uống sau ăn được không? Em nghĩ là không. Tại vì nó sẽ giảm hấp thu đúng không? Giảm hấp thu. Rồi lưu ý nha. Thức ăn cũng làm giảm hấp thu fluoroquinolone. Vậy thức ăn của mình tồn tại trong dạ dày bao nhiêu lâu? Cô khoảng lấy đi. Cô chờ em nhớ lại cô. Dạ cả 6 hay 4 tiếng cô. 4-6 tiếng. Dạ. Đúng không? Đó. Dạ. Rồi vậy bây giờ uống thức ăn. Dạ. Thức ăn như thế nào rồi chấp nhận được? Ví dụ như thức ăn bao lâu? Ví dụ người ta uống thuốc là xong người ta ăn cơm được không? Đó, cái đó cũng gọi là thức ăn đúng chưa? Em nghĩ là phải uống trong khoảng thời gian bao lâu thì mới ăn cơm. Thường em uống thuốc cũng vậy. Nhưng mà trước ăn thì trước ăn bao nhiêu lâu? Dạ cô là khoảng để em suy nghĩ cái cô. Khoảng 30 hoặc tới 1 tiếng cô. Em nghĩ vậy. Rồi bây giờ có uống xong ăn được không? Là hồi nãy không kêu uống xong ăn. Dạ. Chỉ hồi nãy là chỉ có hồi nãy, rồi bây giờ là có uống là xong ăn được không? Uống sao ăn được. Dạ em nghĩ là không. Không được, hồi nãy cô nói thức ăn cũng có ấy nên em nghĩ là được. Gì nãy cô nói thức ăn có ấy là có gì? Cũng giảm cái hấp thu. Thức ăn cũng làm giảm hấp thu fluoroquinolone. Dạ. Đúng không? Dạ. Vậy bây giờ uống sau ăn được không? Giảm hấp thu. Dạ. Uống sao? Nói cho bên hơn quá. Em nghĩ là uống chữ Việt Nam thôi. Chữ Việt Nam là uống chữ nước ngoài, không có chữ tiếng Anh nữa. Uống được sao 4 giờ cô? Sau 4 giờ, vậy giờ con uống sau 1 đến 2 tiếng được không? 1 đến 2 tiếng được không? Dạ không. Đúng rồi. Không. Trời ơi. Đó. Nên đó là cái mà thấy mấy đứa thấy không? Khoan cô, em nghĩ là được. Nhưng mà nó giảm tác dụng thôi cô. À, bây giờ là được hay không? Dạ em được. Nghĩ thôi chứ em chưa khẳng định với cô là được hay không. Em khẳng định là được nhưng giảm tác dụng. Được, đúng không? Ơi, khổ mấy đứa thiệt em. Đó rồi, mấy bạn chú ý nha. Mới muốn mà mấy bạn gặp cái câu mà gì? Thức ăn cũng làm giảm hấp thu fluoroquinolone. Tức là thức ăn cũng làm giảm hấp thu thuốc á, chứ không phải là riêng là gì nữa, giống quinolone này. Đó. Nếu uống thì uống gì? Uống trước bữa ăn bao lâu? 30 phút, 1 tiếng, được, đúng không? Uống sau ăn vẫn được, nhưng mà mình phải xem coi lại gì nữa à, cái thời gian mình uống sau ăn nha. Ăn xong uống gì thì đó gì nữa à, nó vẫn có tác dụng nhưng mà fluoroquinolone lúc đó là gì? Không hấp thu hết hoàn toàn, bởi vì nó làm giảm hấp thu mà, đúng không? Đó. Và các bạn hiểu vấn đề đây không? Uống sau ăn vẫn uống được nhưng mà mình phải xem coi cái thời gian nào để gì nữa à, fluoroquinolone nó có sinh khả dụng là cao nhất. Đúng chưa? Mình học sinh thể dụng rồi, mình thấy được chưa? Rồi 4-6 tiếng thì thức ăn của mình nó được tiêu hóa hoàn toàn. Vậy thì trong khoảng thời gian từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng thì đương nhiên là cái khoảng thời gian là gì nữa, 2 tiếng nó là cái mà gì nữa à, ưu tiên hơn là 1 tiếng. Bởi vì lúc đó là gì nữa, thức ăn của bạn nó gì, nó tiêu hóa được một phần rồi thì sinh khả dụng tại thời điểm đó nó vẫn sẽ cao hơn sinh khả dụng là gì nữa à, sau ăn và sau ăn 1 giờ. Thấy chưa? Đó. Còn để cho đến là gì nữa 4-6 tiếng thì mình coi như là cái tưởng mà tiếp theo để mình ăn rồi. Phải không các bạn? Đó, cho nên là cái gì nữa, cái mà mình phân tích được lại gì nữa trong cái tài liệu hoặc trong các guideline nước ngoài khi người ta viết là viết như vậy, mình phải hiểu gì nữa, phải hiểu. Rồi mệt quá, mới có một cái gì nữa, một cái slide là tương tác phúc thôi mà nó đã như vậy rồi à. Đây, lỡ nhắc rồi nhắc luôn nữa đừng nghĩ. Rồi bây giờ đúng không, cái câu đầu tiên à, giảm hoạt tính sinh học đến 90% khi sử dụng các nhóm thuốc chứa cation quá trị 23. Một câu hỏi đặt ra là quinolone có sử dụng chung đối với nước cam được hay không? Rồi có ai biết câu này không?
Vậy bây giờ uống nước cam nè, rồi nè, có uống được quinolon hay không? Hay là quinolon uống chung với nước cam được? Đó là cái sau này mà các bạn ra, các bạn bán thuốc, các bạn phải lưu ý. Không rồi, tại vì không rồi, tại vì trong nước cam nó cũng có một cái lượng acid vitamin nè cô. Quên. Vitamin C cũng có một lượng acid đó. Chống acid. À, không được uống chung. Vậy nếu bây giờ con nói uống chung được thì sao? À, nếu bây giờ con nói uống chung được nè. Đó. Ai có suy nghĩ khác không? Mình xong vấn đề này rồi mình nghĩ nha. Anh biết cô nói đúng cô cộng điểm sai cô đúng trừ điểm đâu sợ. Uống chung được nhưng mà nó làm giảm hoạt tính sinh học của thuốc thì nó mất gần như là tác dụng của thuốc nó mất gần hết rồi thì nó không có tác dụng trong cái việc điều trị bệnh nữa. Xem chat box nhắn gì đây nhỉ? À nghe. Được, đó. Vậy cái câu mà khi uống chung là đối với các thuốc khác với cái câu mà thức ăn cũng làm giảm hấp thu thì cái hai câu này giống hay khác đây? Giống nhau. Giống nhau. Vậy bây giờ quinolon với C uống được không? Nó cùng câu hỏi thôi chứ không có khác nhau, từ không có đố chữ luôn nữa. Quinolon với lại C. Ừ, làm bây giờ uống được không? Rồi, uống được. Khi nào? Uống được. Uống được khi nào? Thì cách nhau 30 hoặc tới 1 tiếng luôn. 30 tới 1 tiếng thì nó ngắn quá. Đúng không? Ít nhất phải là 1 tiếng đến 2 tiếng. Cho nên luôn luôn lúc nào các bạn cũng nghe các thầy cô mà khi mà giảng bài hoặc là cái gì nữa, những cái nhân viên người ta họ gì nữa, chuyên gia họ khuyên không? Muốn tránh tương tác thuốc thì ít nhất phải là 2 tiếng, 1 đến 2 tiếng. Có bao giờ nghe câu đó không? Có rồi, sau 2 giờ. Đó, bây giờ hiểu tại sao là sau 1 đến 2 giờ chưa? Làm mà tránh mất tương tác của thuốc, 2 thuốc. Đúng rồi, tránh tương tác của thuốc hoặc là ăn xong rồi uống liền đối với những thuốc mà người ta có hướng dẫn điều trị đặc biệt. Còn những muốn tránh mà tương tác tốt nhất của tất cả các thuốc thì ít nhất là 1 đến 2 tiếng. Được chưa? Trừ khi nào mà có cái câu mà gì nữa là thức ăn không làm giảm hấp thu của thuốc, giống như cái sulfonylidin hồi nãy bạn học á, thì uống lúc nào cũng được, uống trước ăn, uống trong bữa ăn hay uống sau bữa ăn thì mình đều uống được hết. Rồi. Hôm nay nghỉ ở đây. Hay có ai thắc mắc gì về vấn đề bài này không? Không có mình nghĩ nha. Rồi, bữa nay khỏi điểm danh. Có một mấy cái số điểm danh mà nãy tôi điểm mà xui thì tôi kêu không một tiếng nha. Rồi, thôi con ai đi học đúng là khỏi điểm danh đó cô. Đúng rồi. Thực hành làm sao để biết ai học ca nào? Trời ơi, thực hành vật lý không có chia ca quý vị ơi. Thực hành vật lý không có chia ca, thực hành hóa không có chia ca, còn thực hành vật lý là không có chia ca, học ở phòng số 5. Nha. Rồi, có ai ở nhà Sài Gòn không? Thứ bảy cho cô nhờ vài bạn coi vô chia thuốc làm thực hành nè. Ở trường hả con? Đúng rồi, ở trường, trên tinh thần tự nguyện. Mấy giờ con? Nha. Sáng hả? Sáng mấy bạn đi khoảng tầm 8 giờ mấy, 9 giờ đi nha. Dạ. 4-5 bạn gì cũng được. Vậy em ở gần em đăng ký một số. Cô không biết, nói chung là 8-9 giờ cứ vô phòng đào tạo kiếm cô. Xong rồi rồi cô lên cô phát thuốc cho chia phụ mấy thầy mấy cô nhiều lắm. Rồi, ai tỉnh mà có lên thì có thể chủ nhật thứ bảy vô, chủ nhật cô không có lên trường. Thứ bảy vô nè. Đó, đứa nào nhà Sài Gòn mà hôm nay tôi chưa kêu thì vô nha. Còn gì nữa không? Rồi, thôi vậy đi. Đó mình nghĩ nha. À, slide thì để nếu kịp thì chiều cô đưa, còn không thì tối cô về cô gửi cho. Dài lắm, 300 like rồi mặc sức của nhà mà coi nha. Còn bài kiểm tra cũng vậy. Được chưa? Cái ngày chốt kiểm tra 45 phút thì cô sẽ chốt sau. Mà lưu ý là trên tinh thần là kiểm tra ở trường chứ không phải là kiểm tra online nha. Đó. Còn nữa, kiểm tra là đúng không? 15 phút 45 phút rồi. Văn bằng 2 cũng vậy luôn à cô? Chị ơi, văn bằng 2 thì em không chắc là có đi học lại trường hay không, nhưng mà các bạn chính quy thì học xong môn em tuần sau là kiểm tra không kịp, cho nên là
thực hành thì em sẽ dành nguyên một buổi như vậy cả ngày luôn á, tại tới 7 lớp này tới 7 lớp mà em chia giờ nhau đi để kiểm tra nha. Yên tâm nha, không đề lớp nào cũng không giống lớp nào nha. Cho nên là có tài liệu gì thì cứ gì nữa là cứ về cứ chuẩn bị nha, đặc biệt là cái chương đại cương nha. Về coi cái chương đại cương nha, tôi dặn rồi đó. Còn gì nữa không? 7 lớp là sẽ kiểm tra trong khoảng một ngày á. Kiểm tra chắc nghiệm tự luận nha cô. Tự luận nha. Đi học tại trường là kiểm tra tự luận nha. Dùng tài liệu rồi đó. Cho dùng tài liệu nhưng mà tài liệu chỉ viết bài đại cương thôi. Rồi chưa à? Cho dùng tài liệu nhưng mà tài liệu chỉ viết bài đại cương thôi nha. Viết lý tính nè, viết hóa tính nè. Cái gì không chết rồi không học bài. Ủa cô đâu biết. Không rày đó. Giải gì cho kiểm tra đó. Rồi còn vấn đề gì hỏi nữa không? Không hỏi thì mình nghỉ. Dạ cô ơi, bạn hai có thực tập không cô? Giai bạn hai hả chị? Giai bạn hai này thì thường là ít thực tập hơn 90 chị ơi. Bởi vì không chia ca được giai bạn hai. Mà mỗi lần thực tập vậy thì nó sẽ nhiều. Nhưng mà em không biết là năm nay có thực tập hay không với tình trạng là dịch bệnh đó. Còn chính quy thì là hơn. Đứa nào F0 thì ở nhà cho cô nha. Học kỳ sau đi thực tập lại chứ đừng có đi vô rồi lây nha. Slide cái buổi đầu cho rồi mà. Từ cái slide đại cương nha, đừng xin. Chị ơi, slide đại cương là từ hồi đó giờ là em không có cho ai hết á. Được chưa? Kể cả văn bằng 2 em dạy mấy khóa luôn rồi, các trường khác cũng vậy, là em không cho ai bắt viết tay. Ai viết được viết kiếm được thôi. Đó. Xin thì các anh chị liên hệ mấy bạn nào mà viết đầy đủ các chị xin nha. Được chưa? Cái đó là tâm huyết của em rồi, em không cho đâu. Rồi gì nữa? Nhân bằng 2 á, cô cho kiểm tra 4 lần. Nhân bằng 2 đúng không? Nhân bằng 2 là mình kiểm tra đề mở đó chị. Cho nên chị yên tâm, nó khác chính quy. Mình học là mình học nhờ vậy thôi, chứ mình kiểm tra là mình sẽ kiểm tra là đề mở. Chứ nó không có giống như là chính quy mà phải kiểm tra là đề đóng. Không, cô có cái cục kiểm tra số 3 của mình đó cô. Cô cho tôi kiểm tra số 3 đúng không? Kiểm tra số 3 thì hôm trước anh thông báo rồi á, là các anh chị về các chị tự làm xong rồi nộp cho em, kể cả chính quy cũng vậy. Nó sẽ có đề riêng nha. Lưu ý là em sẽ chia đề để các bạn không trùng nhau được và cũng không hỏi nhau được. Nó tự công sức làm. Kiểu như là random á, nó giống vậy á, 10 công thức là 2 công thức, nhưng mà số âm danh là từ trên xuống dưới, là gì? Bạn số 1 là công thức số 1, số 2. Bạn số 2 là số 3, số 4, tới bạn số 3 là gì? Là số 2 và số 3 đó, nó vậy đó. Cho nên là không, không có trúng cái công thức nào đâu. Dạ giống bữa đảm bảo chất lượng không cô ha. Cô gửi trong cái mail không cô? Nó đúng rồi đó, nó gần gần giống như vậy á. Rồi có gì kiểm tra có gì thì trên bản tin nó có, các chị lên cái gì đọc nha, các bạn cũng vậy, các bạn lên đọc nha. Rồi nhắc lại nha, ai chưa có điểm mà kiểm tra mà nhà Sài Gòn nếu thứ bảy vô phụ cô được thì vô nha. Nói trước gọi tên á, tại vì võ học thuốc nhiều lắm, các thầy với các cô chia không nổi đâu, con nhờ các bạn vô các bạn phụ. Rồi đó mình nghỉ ở đây nha, hôm nay không điểm danh. Trừ những trường hợp là nãy tôi gọi không có tên thôi, không thôi. We'll be right back.